Vâng, Glow xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và tiếp tục trong video clip này, một clip em nâng cấp khách hàng nha, cái sản phẩm mới em Hiếu Minh nâng cấp. Và hôm nay em quay clip thanh lý. Thì báo cáo các bác là hôm nay săn đẩy thì hôm nay rất nhiều có mẫu đẩy ngon các bác, nhưng mà đa số là mẫu 4 kênh các nhá. Đấy, có đẩy AP em thâu lại này. Con này thì dùng lâu rồi này. Phải dùng lâu rồi nhá. Phải dùng được hơn 5 này. Phải dùng lướt nhá. Phải dùng lướt, con đẩy thì mua nhà em. Dùng lướt mới được có khoảng 5 6 tháng. Bác đổi lên con đẩy tận 1300W để bác đánh sự kiện. Nguyên tem luôn nhé, mỗi độ gửi ra không có hộp thôi, hàng mới lắm. Dùng đến mức bao nhiêu này, còn chưa quấn bụi này. Con này dùng lâu thì quấn bụi hơn này. Đấy. Con này đẹp lắm. Đây đết gần trên ngày đây, em bán ra đết này, đết này 2022. Bán được bác mới dùng được khoảng 5-6 tháng được con này. Con này cũng dùng lâu rồi này. Con này dùng được từ lâu lâu rồi này. Đấy. Và mấy con này thì trong đó có con kia cũng dùng lâu. Có âm ly nhá. Nói chung này nhiều thiết bị ngon đấy, em đánh giá thiết bị ngon. Còn loa thì có mấy đôi loa là do bị một có hai đôi sửa côn, một đôi zin, được hai đôi zin các bạn, còn đâu là một đôi bát nai. Thực ra loa thì bên Hiếu Minh có rất nhiều loa cần thanh lý, nhưng vì là một trong một clip thì em chỉ thanh lý gần này thôi, vì thanh lý nhiều quá clip nó dài quá thì sẽ không đáp ứng được nhu cầu mua của các bác, nên em sẽ clip gửi được clip sau. Thì quay vào vấn đề hôm nay thì em sẽ quay đầu tiên đến đôi loa này nhá, cứ ké nhau một tí nhá. Đôi loa này thì hôm qua em đã quay về đôi loa này rồi đấy, đúng không ạ các bác nhỉ? Đôi loa này nó ra phên bát 25. Đấy, thì đôi loa này thì nó bị lai bát các bạn. Đấy, chả dấu diếm gì, có zin hết nhá. Em bán này chỉ bán bằng giá trị của cái chép và phân tần thôi, còn không tính bát cũng bán được giá này luôn. Còn đây là một cái bát thì nó bị chết côn nhá, về tự sửa. Nói rất rõ này. Thì nhưng còn lai bát người ta sẽ cho được một cái đôi bát nó giống nhau. Đấy, nên là chất âm sẽ ra như nhau. Đấy, các bác lưu ý nhá. Tức là như cái bát này đang bị chết côn này, về các bác tự sửa nhá. Em không thời gian đâu, em đi sửa em bán rẻ luôn, cắt lỗ 2.500.000 đồng một đôi này nhá. Cái củ chép thì dòng này bác biết rồi, củ chép nó củ chép sử dụng củ chép này, chép của phên này, chép phên này, chép mà bát 30 luôn nhá. Bác mua cặp chép này thôi đã tầm 1.500.000-2.000.000 rồi, các bác cứ check bác mua biết đấy. Mua cặp chép này ấy, em nói rẻ, còn nếu mua mới nếu phải đắt hơn đấy, chưa nói phân tần đấy. Cặp chép phên nhá, chép phân nữa các bác, là mở xuống chép phân 30 bị cháy chép thì nếu lấy đôi chép này cũng được này. Còn cái bát này thì hoạt động bình thường nha. Đôi này trong tình trạng zin, nhà một lai bát nhưng trong zin hết, và một chiếc trước là bị chết côn về tự sửa. Giá 2.500.000, đôi này là vừa hôm qua về hàng em chưa vệ sinh. Nói rõ nhá. 2.500.000 đồng. Và trước mắt các bác đây nào, con đẩy AP TD 8004. Hàng của Tân Cường nhá. Ở Tân Cường này. Giá 5.800.000 nha, 4 kênh, 8 nhóm 1 kênh. Các mua những dòng AP thì khác với những hàng của kẻ những con hàng lướt này. Khác với những hàng của PS hay là khác với những hàng của DB là bảo hành dài hơn, những dòng AP em chỉ bảo hành. Các bác mua những con hàng dùng rồi này thì em cũng con lướt này thì em bảo hành 6 tháng này. Con này thì em chỉ bảo hành 3 tháng nhá, để nói rõ luôn nhá, để các bác biết, vì nó có dùng lâu ở bên, vì chính sách bảo hành bên AP họ rất là ngặt, nên em chỉ bảo hành, vì là bên hãng hỗ trợ nào thì em hỗ trợ ngược lại các bác thế thôi. Vì những con dùng lâu em chỉ bảo hành hỗ trợ thêm các anh em thêm 3 tháng thôi. Giá 5.800.000 các nhá. 5.800.000 đồng. Có đẩy AP tiến nghiêng cho anh ấy. Dũng ơi, em sắp xếp chỗ rồi, cất vào dần thôi. AP TD 804. Đấy. Hàng hướng bao zin nhá. Bao zin 800.000 một kênh, con một với công suất 800.000 này bao giờ đánh được một quả đơn 40 hay những tối đa một cặp 30 một kênh. TD 804. Con này mua mới đắt lắm ấy các bác ạ. Giá 5.800.000 nha. Con này thì bác chủ bác phải dùng được tầm trên 5 rồi ấy. Trên 5 rồi các bác ạ. Thì em góp mua thì hỗ trợ các bác thêm 3 tháng bảo hành. Để nói rõ nhá. Và bên cạnh đây thì là con đẩy AP STD 1004. Con này thì nhà em, nói rõ luôn, nhà Hiếu Minh nhá. Con này nhà Hiếu Minh nhưng mà bác chủ dùng lướt được khoảng 5-6 tháng. Đây bác nhập trên này này. Tháng 2 2022. Nhưng mà mình nhập về đó, những cái ngày nhập, nhưng phải nhập về cái này bán được ngay được các bạn. Mà nhập về có thể để trong kho vài tháng mới bán, vì mà nhập về có thể em nhập một con đâu, có thể là các bác gọi hàng là em có em mới đi lấy hàng đâu, mà là em nhập về 30-40 con, 50 con em bán dần đấy. Thì con này các bác mua em bảo hành 6 tháng nhá, nguyên tem nhá. Con này nhà em luôn đấy, bảo hành 6 tháng thôi. Giá 8.500.000 nhá, nghiêng lên cho anh với. AP STD 1004, con này thì hàng gọi là hàng siêu lướt rồi.
Nói chung lâu lắm mới thâu con sâu lươn là bình thường các bác dùng không bán cái con này luôn đâu, mà là đây là bác chủ bác đánh sự kiện không mà bác này về bác lại nâng cấp loa với súp lên này, bác lấy con 1.300 thành bác phải đổi chứ còn không bình thường không vào đổi với con này đâu, thì nó rất là mới, nó rất là mới và tiếng của để AP cũng rất là chất cũng nhá, rất là chất lượng luôn. 8.500.000 đồng rồi, nhấc vào kéo xương nhá. Tiếp theo nữa là em Minh có một con đẩy đó BVK K12 Blues 4.800.000. Nếu êm thì lấy những con đẩy Trung Quốc loại 1 này thì êm, giá êm hơn. Con này con cũng bác chủ dùng hơn 5 rồi. Nào tiến nhấc anh nắp ra. 5 hay hơn 5 đấy nhưng còn đẹp lắm. Em cũng không hiểu sao bác chủ dùng mà bên trong cũng chả bụi bặm mấy cả. Nhà đời con này thì là được 5. 5 rồi. 5 rồi nhé bác nhá. Đấy. Chỉ có là mà các bác chủ dùng rất là giữ gìn còn rất đẹp luôn bác nhá, rất đẹp luôn. Và chạy cộng đồng 2, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 80 sò cả, 80 sò cả bù áp. Nhiều ghê nhỉ, 80 sò bù áp. Nguồn này bác nhìn quả nguồn khủng khiếp không? Nguồn đồng là 23, 23, 24 cm. Đây, K12 này. Đấy. BVK K12 Blues nhá. Giá 4.800.000 đồng. Mỗi này em bảo hành 6 tháng nhá. Cao lì bảo hành 6 tháng. Vì những con đẩy này thì về cơ bản nó cũng rất là lành, vì là nó sử dụng bằng cái hệ thống bằng sò. Mà sò là gì tiếng rất là sáng. Con đẩy này từ 800W một kênh, 80 sò chỉ tầm 800W một kênh thôi. Anh em hay quảng cáo cứ là 900W nhưng nó công suất đủ, nó 800W đánh được như cặp một cặp 30 một kênh hoặc quả đơn 40 một kênh thôi nhá. 4.800.000 đồng. Giá rất êm luôn. Rồi, bỏ anh con vang ra đây Tiến ơi. Bờ hôm nay riêng đợt này em sẽ quay ké tí. Đây mấy con vang này, vang cũ này, bỏ chồng vang cũ ấy đây. Ngoài nhiều đẩy ghê cũng vào săn hàng ấy. Tiếp theo đây em con vang này không hộp nhá, 1.200.000 con vang PS KX8. Thì với KX8 là dân bản đời rất là cao. Nó con này với con KM10 Pro của DB nó là 1. Con này không có hộp, bác chủ dùng rồi, không hộp này. Hàng này hàng mua nhà em luôn này. Bác chủ dùng được và cũng xịt soát được 7-8 tháng gì đấy, 7-8 tháng hàng nhớ mình cái tem này em. 7-8 tháng gì đấy bác nhá. Giá 1.200.000. Vàng cơ lai số, tích hợp revert với tút tổng quang USB đầy đủ. Đấy cả tính năng lưng tiếng ấy center này. Nói chung con này bác có check bác biết rồi. Em không review nhiều vì đây là sản phẩm chính hãng mà. 1.200.000 nhá, nguyên đai nguyên tem, mỗi tội không hộp thôi. Các bác lấy hàng này em cho thêm dây nguồn nữa. Nói rõ luôn. Một con vang Zia TF6 giá 650.000 nhá. Con này con bản đời đầu tiếng rất là ok luôn các bạn. Có lấy hàng em gửi cho bác dây nguồn nhá. Con này vang đời đầu nó chỉ ở con này thì có eco không thôi, nhưng có mấy trăm ngàn đồng về quan trọng vang đời đầu của nó ấy. Cái tiếng eco nó rất mượt, nó khác với những con vang bây giờ. Tiếng eco của những dòng vang đời đầu nó tương ứng với những con vang tầm độ thì tiếng eco của cái con vang tầm trên 2 triệu bây giờ. Đấy. Rất mượt luôn con Zia TF6 nhá. 650.000 bác nhá. 650.000 Zia TF6. Tất cả hàng thanh lý bên em bảo hành tối thiểu nhất 3 tháng bác nhá. Có những mã nào trùng mã, nghĩa là trùng hãng ý, thì em bảo hành dài có thể lên 1 năm đến 2 năm tùy mã. Còn tối thiểu những cái mã này dù nhà em không bán nhưng em thâu lại em bán cho anh em bảo hành 3 tháng. Đấy, chính sách thứ nhất test hàng rất kỹ, báo rõ hàng lỗi như thế nào. Thứ nhất thợ thì thuyền hay là các bác khách mua lẻ cũng yên tâm. Riêng các bác mua hàng thì thanh lý bên em nói rõ quan điểm rồi. Chính vì vậy mà rất nhiều bác quý là muốn đổi hàng như vậy. 650.000 nhé bác nhé. Và con vang này thì bị lỗi này, về anh em thợ xử lý cho em. Bỏ rút em rắc. Đây nhập lại 250.000 này. Lỗi màn hình cộng với mic sột soạt. Có 250.000 anh em thợ về. Riêng con này ấy, là thợ về mua, còn khách hàng không nên mua. Vì thứ nhất hàng em bao zin nó bị lỗi này, về tự xử lý. Các nhá. Màn hình lỗi, nghe bây giờ thì không, các bác không lấy màn hình thì vẫn dùng ok. Mic hơi sột soạt tí thôi, nghe sột soạt khi bác cắm thôi, còn đâu là cái sột soạt chiết áp này này. Còn không bác về mua chấp nhận không cần màn hình. Các bác chỉnh này coi như là một văng cơ không có màn hình đi. Coi như một văng cơ không có màn hình, các bác chỉnh được trên thông số hết bên ngoài vì nó văng cơ mà. Con văng cơ này, đấy. Con văng này mua nếu mà không bị lỗi màn hình hay gì đấy nó tầm 6.7 triệu, con EIM OK888 nhá. Thì em thâu được có 250.000. Ghi rất rõ lỗi này, lỗi màn hình, mic sột soạt.
Đây, thợ mua cũng được mà lẻ cũng mua được, nhưng nếu mà lẻ mua thì các bác mua lẻ về dùng ấy thì các bác không nên sửa, đi sửa. Vì sao em lại khuyên như thế? Vì các bác mua lẻ về dùng, các bác em cái bác mua này về giá này cộng với chuyển về mất gọi là 50 nữa thì thành 300 về, bác mang thợ sửa thì bị ăn chặt chém thì mất 300-600 nữa, 300-400 thì các bác thành mua đắt quá đúng không ạ? Nhưng anh em thợ về sửa thì có công hơn đấy, vì lỗi đơn giản, có thể về màn hình còn lỏng gì đó, vì có 250.000 con vang hoạt động ok là ngon rồi. Mỗi mic hơi sột soạt nhẹ này, mỗi màn hình thế thôi, 250k nhá. Rồi bỏ anh hộp đây. Và trong clip này thì báo cáo các bác thì em mình có một con đẩy hàng mới nhá. Đây con đẩy hàng mới, hàng mới tinh đập hộp luôn, bảo hành 25 nhá. Đây nguyên hộp nhà em nhập về này. Nhưng mà đây này các bác thấy không ạ? Tiến nghiêng lên cho anh. Con đẩy nghiêng lên chưa? Con đẩy Adni T4.10 thì nhà hãng đang bán ở 10 triệu rưỡi, 11 triệu đồng gì đấy. Thì các bác mua thì em fix cho anh em được rén được 1 triệu rưỡi đến gần 2 triệu. Bán gọi là bán hòa gốc một con, nghiêng lên cho anh. Hàng mới nhá, bảo hành 25 lì cho em, nguyên tem nguyên đai ạ. Đây mà vận chuyển cong này. Cái cong nó cong cả cái này cơ. Đấy, đâu có nhiều. Cong cả này nên em chịu chết, em cái riêng cái này em không nắn được, nó lúc nó bị dơ cái này rồi. Cái điểm này thì tí nữa em lắn cho anh em được những cái điểm dơ chịu chết là không lắn được. Vì nó bị cong cái điểm này rồi nên là nó bị dơ rồi. Dơ rồi nên em không lắn được. Nghe lắn được điểm này nhưng cái điểm này sẽ không lắn được này, vì nó bị dơ. Đấy. Đấy, nên là bán có như bán một con cong lỗi do vận chuyển cong tí. Vẫn bảo hành 2 năm như bình thường nhá, vì đây còn mới. Nhưng lên cho anh nghiêng xuống. Giá 9 triệu đồng các nhá. Giá 9 triệu đồng. Anh em nhu cầu nhanh tay nhá. Adni T4.10 con này thì dạng sò sen ken, tiếng rất là hay, nghiêng lên cho anh với. Con này thì dạng sò sen ken, tiếng rất hay không nhá. Sò sen ken tiếng bát nó chắc lắm. Chép nó sáng, sạch. Công nghệ mới dạng sò sen ken. Và cái thứ hai nữa là nó có màn hình ở giữa này, màn hình nét ở giữa này. Đấy. Mỗi vận chuyển kiểu vận chuyển về bốc nhiều đẩy, nhà hãng bốc nhiều đẩy. Vận chuyển sang em thì hàng nguyên đai thì nhiều khi em rạch ra em bán các bác nhìn thấy nó cong. Mà cong này thì nhiều khi gửi hãng không được. Đấy. Đây là em thanh lý một con lấy lộc lá cho bác nhá, nó dơ cái tai thôi, dơ cái tai tí thôi. T4.10 nhá, bản mới nhất. 2023. Rồi. Tiếp theo nữa là em Minh có một quả súp này hàng tồn kho bên hiệu đơn vị Miu Đô. Trước em bán quả này là 6 triệu rưỡi 7 triệu á. Quả súp này chắc bác có nhìn quen thuộc đúng không ạ? Mờ sao ạ. Quả súp mờ sao nhá. Mờ sao ấy là thương hiệu của Mỹ đấy bác nhá. Thương hiệu Mỹ luôn, nó sử dụng bắt neo, bắt 30 neo, coi 100. Đời bác nhìn thấy đời không? Đời 2019 này. Rất đẹp, rất mới luôn. Đây quả súp điện bác nhá. Đây bác nhìn có check quả súp neo hay bác mua cái bát súp neo thôi bác biết được giá trị nó thế nào rồi. Đấy. Mờ sao này. MD PA 1206. Đấy. MP 4000P. MD 4000P. Model của nó MP 4000 MP 4000D P với nhá, MD 4000P. Đấy. Đây là quả súp bãi nhá. Đây. Để nó hơi bán bụi tí chỗ này. Cái này không quan trọng. Súp bắt neo coi 100, câu lý cho em súp bắt neo coi 100 đấy nhá. Đấy, thiết kế rất là nhỏ gọn, rất gọn luôn. Dòng súp này đánh ra rất là ấm, nhưng mỗi tội là cái dòng này ấy, là các bác phải cắt cốt trên vang các bác nhá. Lưu ý cho em là cắt cốt trên vang, dòng này khó không có cắt cốt đâu ạ. Mạch phân tần đây. Thiết kế rất gọn, găng tay em đo này. Quên không, có thước đây không? Đo anh ấy, nhanh lên. Tốn thời gian. Các bác check con này đâu biết rồi. Trước thì mình bán 6 triệu rưỡi 7 triệu thì đây sale một con, còn nốt tồn kho bán cắt lỗ này. Bề sâu là 43, ngang đi. Cao 40 này, ngang này, đấy. Cũng gần 40 nha, cái này con thiết kế gần như hình vuông. Đây, model của nó MP MD 4000P này. Của mờ sao cái dòng này sẽ bằng nguồn sung nhá. Đấy lưu ý cho em, bằng nguồn sung, tiếng rất là hay. Thì đây bác tín hiệu đầu vào này. Thì con này chỉ có mỗi âm lượng volume này bác nhá. Volume. Một quả súp này phù hợp cho bác coi 100 nhưng chỉ phù hợp đánh cho không gian là từ bao nhiêu nhỉ? 20 25 m là đẹp. Và tối đa là 30 m nhưng tối là tầm 20 25 m thôi. Mờ sao. Giá này về anh thêm thợ có công. Đây rắc này. Mỗi tôi là phải cắt súp nhá. Cái tín hiệu và cắt vào là có tốt bác lấy từ
có cả phần cắt cắt súp trên vang cho em bác nhá, phần cắt súp trên vang cho Hiếu Minh, vì nó tiếng mới hay được, nó cắt súp trên vang đây nó chỉ có mỗi volume lượng thôi, riêng dòng này nó đặc thù là thế. Đấy. Rồi bắt neo bao nhiêu tiền? 4,7 triệu. Các bác bây giờ mua cái quả súp gọi là thị trường, những quả súp thông thường thôi, nó không chất lượng này, dòng bát thông thường thôi, nó đã rơi khoảng 5-6 triệu rồi. 4,7 triệu nhá, 4,7 triệu của súp bãi neo bát 30. Đấy rồi, và một đôi DMX, DMX bát 25 có một đôi thôi, hàng thì chắc bao zin bao xịn, có một chiếc này bị làm lại côn này, em nói rất rõ nhá, chứ không phải dấu diếm gì. Con làm côn nghĩa là thực ra nó không phải là làm lại côn, nhưng em cảm tưởng nó là làm lại côn con này thôi, trong lòng mình nghi, nhưng mà hai cái rắc này là bị tuột nhá, về anh em kẹp ý, các bác lấy nhá, là em sẽ lấy cái dây đồng em kẹp buộc thẳng vào đây luôn, vì nó mất cái lẫy này này, lại ấn ra ấn rô này. Đấy, được không? Đấy. Đấy, em tính cứ đưa đôi này gọi là làm lại côn thì cho dễ. Đây là một chiếc này làm lại côn thôi, xin lỗi. Một chiếc làm côn nhưng đang hoạt động bình thường. Các lưu này đang hoạt động bình thường. Bác nhá. Nhưng em nhìn em cảm quan em thì con này nó kiểu như bị làm lại côn. Đấy. Đấy. Bán hàng rất rõ ràng luôn, cảm quan thì cứ cho tính làm côn thì bán rất là rẻ rồi. 3,5 triệu đôi DMX bãi xịn. Zin này. Zin đét này, đét. Zin này. Chép này, chép DMX. Model nó gì, tiến xoay cho anh với xem model nào. Phần tần DMX con này đời rất là gần nhá. Hôm trước em về lô này thì nhưng mà mất đôi này nó bị em mất lại đấy. Model nó D10 25 mã nhá, phiên bản đời rất là cao, công suất 250W. Ở 8 ohm thôi nhá. Bình thường anh em đụng đến đôi này mà nó đẹp gọi là zin nốt chiếc này ấy, thì các bác phải trả mức giá khoảng 5,5-6 triệu. Thì đây có một chiếc em bán, gọi một chiếc anh em về gọi là dùng, vì là mua những đôi này về hay hơn những đôi nó sóng nhiều, vì chất từ nó chất được xịn đúng nhá. Và mỗi tội là chỗ này là em không làm được nhá, là em sẽ buộc dây vào đây nhá, em buộc cái dây đồng vào đây này, dây đồng nó sẽ dây đồng hàn đây này, à, dây đồng nó trắng bạc rồi, nhưng tí nữa em gọt em buộc vào đây, nói rõ các bác về không? Đó, xử lý, hoặc là em hàn, tí nữa em lấy thiết em hàn trực tiếp vào đây nhá. Em một trong hai phương án, một là em buộc các anh em mua thì nói rõ, một là nhờ em buộc, hai là em hàn, thế nào cũng được vì anh em có mỏ hàn. Đấy, mỗi vậy thôi, một chiếc nhá, còn zin hết toàn tập. Một chiếc này em đang nghi ngờ nó là một côn, em bán rẻ cho anh em 3,5 triệu. Bát 25 nhá. Và tiếp theo nữa, một đôi loa zin, đôi loa zin của TB sử dụng bát neo. Thế đấy, để cho đấy anh cái căng rồi, nhìn lên tăng tốc lên. Đây TB đây ạ. TB bác nhìn lô này bác biết rồi đúng không ạ? Hàng zin nhá, nhưng hàng zin tại sao đến ngày mai em quay, vì lô này ấy, lô này em về mấy 40 đôi em bán hết sạch chỉ trong vòng có đúng 2 hôm. Các bác xem cái kênh bác biết rồi, nhưng tại sao đến ngày mai em quay, tại vướng này có ra, vì lô này ấy, là đôi hình thức cứ anh nhá, cái thùng này thì nó xuất sát này em mông được, chiều xịt ít sơn đẹp ngay bác nhá, xuất sát nhẹ không sao đâu, mà thùng cách cũng không vỡ là được. Mà quan trọng là cái từ này này, cái từ nó từ ánh bảy màu, nó hơi han nhẹ tí. Bình thường bán đôi này là 12,5 triệu, thì nay em bán tích cho anh em rẻ 3 triệu bác nhá, rẻ 3 triệu đôi này zin, chơi đôi này mới đẳng cấp này. Đây này, bác biết gì không ạ? Phễu chép kèn nhá, dùng chép session, chép của Mỹ nhá, made in USA này. Đấy, bát của Mỹ luôn, bát neo của Mỹ luôn ạ. Bát neo của Mỹ luôn mấy nhá. Đây, TB sao này, bác thấy không ạ? TB sao nhá. Chỉ có là mỗi cái dòng này, từ nó dòng được đôi này là cuối là từ nó hơi han nhẹ một tí, han nhẹ thế nhá, nhưng cái này không quan trọng đâu, nói thẳng luôn là không quan trọng. Quan trọng là tiếp đèn tiếp trên can này. Đấy, tiếng chép là chép session nữa, tiếng ra hay lắm. Cái dòng này còn hay hơn cả chép neo luôn thôi nhá. Chép session mà cộng với phép này thì tiếng còn hay hơn chép neo. Và cái đặc điểm nữa là tất cả zin hết, em mới bao zin bao xịn, nhưng mà nó vướng nữa này. Là phân tần này, bác nhìn thấy điểm gì không ạ? Phân tần giống nhau nhưng kiểu nó khác đời ấy. Bác thấy không ạ? Khác đời thì có đây, đời này đời 2 trở này. TB8012 nhá, đúng theo model nó này.
đời này đời một trở, thì khi đời hai trở tại Bình Bắc thì TB nó có rất nhiều đời và em quay về cũng rất nhiều đời. Đấy, phân tần zin hết, nghĩa bao zin bao xịt chỉ có đang khác đời thôi. Phân tần TB sao phân tần đỏ thì đời 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 một trở và đời hai trở thôi, nhưng nó như nhau. Tại vì là khi đời hai trở thì đời một trở thì cái tụ nó sẽ tụ to hơn, nó co ngắn và to hơn. Đấy. Còn đời hai trở thì tụ nó nhỏ hơn. Đấy, có thấy không ạ? Nhỏ nó hơi khác một tí. Đều tụ bạc hết, tất cả tụ bạc của Mỹ hết các nhá. TB sao. Đôi này thì cực kỳ hay rồi. Tiếng thứ hai bán rẻ cho anh em đôi nhá. Đôi cuối cắt lỗ một tí 9.500.000 đồng, bắt 30. Anh em có nhanh cái hành tay nhá. Hàng này thì đôi bao dinh bao xịn. Chỉ có mỗi cái địa điểm như nào, hơi phẩy chỗ này thôi, hơi phẩy từ một tí thôi. Và nghĩa là khác hai đời phân tần thôi. Em nói rất rõ nhá, rất rõ bát neo. Chép thường nhưng mà chép session, chép của Mỹ nhá. Và một đôi nữa, quay lốt đôi này xong thì sang thiết bị này. Một đôi nữa là đôi TSG bắt 325 nhá. Thương hiệu Mỹ, đôi này thương hiệu Mỹ, CSG ấy rồi, tiếng nó rất là hay. Hôm trước em bán rồi. Thì những đôi này bác mua trên trường thì bản thân đơn vị em bán thôi, cứ 6.000-6.500 một đôi. Thì đây thì một đôi này thì có một chiếc là mẹ côn, nó rõ luôn. Lật lên cho anh. Những côn này không phải Việt Nam làm đâu, nếu sang Việt Nam làm côn đẹp lắm. Đây là côn này, giá phơ này, có thấy không ạ? Tính em rất cẩn thận, nhưng mà em quay cho bác thôi, hàng hóa em bán rất là chuẩn chỉ. Đây là bán cho bác hàng thanh lý, anh các bác mua ai bên em yên tâm. Đấy. Thì côn đây bình thường là keo vẫn zin này, nhưng nó sửa côn bên Trung Quốc ấy. Họ sửa côn là họ bóc ra theo phơ. Đấy, mất chiếc này thì sửa côn thôi. Nó rất rõ nhá. Một chiếc nhá. Một chiếc bát bị sửa côn 3.500.000. Mà hoạt động bình thường nhá. Hàng bao zin một chiếc bát sửa côn rồi, hoạt động bình thường ngon nghẻ. 3.500.000 đồng đôi này. TSG bát 25. Cái căng đâu kìa. Quan trọng đánh vào giá đi. 3.500.000 đôi loa về nghe tuyệt vời rồi. Dụng mất logo à? Đúng không? À, chiếc này thì xin phép các bác là chiếc này bị dụng mất một chiếc logo nhá. Tí nữa em tìm được logo em kỷ niệm bác, còn không có logo thì các bác thông cảm là một chiếc này bị dụng logo này. Nhưng chắc là chúng ta tìm được logo thôi. Nếu có thì em cho. Thì có 3.500.000 chứ em lấy logo làm gì nữa. 3.500.000 đôi này nhá bác nhá. 3.500.000 đồng. Anh em nhá. Các bác nhá. Chơi những dòng này thì công suất nó tương là 250W, các bác chơi uplink cũng được hay chơi đẩy cũng được. Và thường trong các clip thanh lý thì em cũng có một số sản phẩm hàng mới xả cho bác anh em chơi. Đây thì là một số mã model mới hoặc là hàng lướt gì đó xả bác chơi đầu tiên này. Đây là bộ mic GMS 12 này, hàng siêu lướt bác nhiều. Cái hàng mua đơn vị khác, hàng siêu lướt. Rồi em đáng em để làm mới bán mới ấy, nhưng lộc cho bác một con. Bộ này đang bán thị trường là khoảng 2.8-3.000.000 đó một bộ này. Gutin GMS 12 và giá hôm nay 2.000.000 các nhá. 2.000.000 ạ. Bác chủ mua gọi siêu lướt bác thì gọi về gọi là mua của đơn vị khác, không người ta không đổi cho thì cầm sang đơn vị em thì em thâu lại. Thâu lại bác nhá. Thâu lại hàng siêu lướt này. Hộp này nguồn này, nếu như bác chỉ bóc ra đậy vào thôi, tháo ly này. Đấy. Bảo hành 2 năm nhá, bác lưu nhá, bảo hành 2 năm. Đây sản phẩm GD Gutin, chính hãng của GD Gutin. GMS 12. Đấy. GMS 12 nhá. Giá 2.000.000 nhá. 2.000.000. Đấy anh em, các bác nhìn tay. Với bộ này bác chơi thì tiếng các bác nào mà tiếng gọi thuốc lá thuốc lào thì hát bộ này rất ok vì tiếng mic nó là mỏng. Gọi là bọn em gọi bán hàng gọi nói thẳng luôn là tiếng mic mỏng. Nhưng mỏng thì nó tiếng nó gọi là nhiều tiếng echo nhiều thì nó lịnh giọng cho những người hát yếu. Còn những người hát hay thì lại không thích cái dòng tiếng mic kiểu này. Cho những bác nào hát hay rồi thì cần tiếng mic nó thật và tiếng mic nó dày hơn thì lại lấy ở lúc đời cao hơn. Nhưng cái con này thì hát lịnh giọng lắm các bạn vì nó tiếng mic nó mỏng hợp lý, nhưng cái quan trọng là nó hay hơn xua, chất lượng hơn xua là ok rồi. Vì dòng sản phẩm chính hãng mà. Giá 2.000.000 nhá. Sở bảo hành 2 năm. Bảo hành 2 năm có nhá. Đấy. Tiếp theo nữa là cái con này thì hàng mới tinh luôn đó nhá, em bán giá tốt đấy. Mẫu mới tinh là một lưng tiếng PS chính hãng. Cho những bác săn hàng mà có nhu cầu mà cho tiếng nhạc có tí tách hơn, nghe nhạc nó hay, nó bốc hơn, giải bass trong chép nó lên thì các bác phải tham khảo cho em con lưng tiếng này. Đó là lưng tiếng PS Audio V900 Plus. Để mỗi lưng tiếng cho chất âm rất là hay.
có thể nói đầu bảng trong phân khúc nâng tiếng. Và hôm nay bên thì mình đang sale nhá, đây là giá sale ạ. Em chỉ còn tại nhà hãng Moleen này em còn khoảng 3-4 chiếc thôi. Thì hôm nay em sale cho bác này. Bán gần như không lợi nhuận, tất nhiên còn lãi không lợi nhuận. Bình thường trên trường anh em bán lanh quanh đâu đó 1,7-1,8 triệu. Thì em mình bán cho bác này 1.250.000 đồng các nhá. 1.250.000 đồng. Đấy các bác nhanh tay nhá, màu đen rất đẹp luôn, huyền bí. Và rất dễ phối ghép, có đấu bằng trước những chiếc vang số để cho tiếng nhạc cái bát trung trang lên lẩy hơn, tí tách hơn rất nhiều. Và trên chiếc vang cơ cũng được. Và lưng tiếng của thiết bị không thể thiếu, những bộ dàn gia đình sự kiện phòng hát đều cần. Vì những nhất là những bạn nào thích nghe nhạc ấy thì cho tiếng nhạc nó tí tách nó hay hơn rất nhiều. Ok. Tiếp theo nữa là một chiếc micro mới tinh đập hộp. Em chỉ còn 3 bộ em xả hàng lấy tương tác cho anh em các bác. Thì nói đến buyer thì đơn vị em cũng là đơn vị bán rất nhiều bộ đèn này nhá, những bạn nào dùng hàng rồi thì cho em comment nhá. Đây là sản phẩm chính hãng nhá của buyer. Buyer BS9100, các bác mua thị trường cứ nanh quanh đâu đó khoảng 5,5 triệu, 6 triệu, 6,5 triệu tùy nơi bán. Nhưng hôm nay em thì mình sell sập sàn. Riêng buyer nếu mà em bán nốt hôm nay tầm ngày kia thì em sẽ về khoảng độ 100 bộ. Thì em sẽ không sell nữa, còn hôm nay em mới sell cho bác này sập sàn này với mức giá 4 triệu đồng một bộ mic mới tinh được hộp, bán gần như không lợi nhuận cho bác. Vì ấy thì trong clip thanh lý hay những clip thông thường thì bán hàng cả năm rồi hay bán hàng trong thời gian dài rồi thì cũng có một cái gió tri ân đến khách hàng, những bác nào có nhu cầu hàng cao cấp, hàng xịn mà phân khúc giá tốt. Thì đây là những clip mà ý nghĩa để cho bác thứ nhất xem like để giải trí, hoặc những bác nào xem mới có thể lựa chọn cho mình sản phẩm chất lượng thì liên hệ đơn vị Euro nhá. Giá 4 triệu đồng ạ. Đấy. Bayer phiên bản đời cao nhất trong phân khúc Bayer. Thì Bayer hiện tại bên mình bán full mã gồm Bayer 780S 9100 970, nghĩa là bên em bán full mã Bayer luôn các bác ạ. Chỉ có là các model kia vừa hết thôi, thì tầm hẹn các bác tầm ngày kia sẽ về full mã, thì ngày kia về full mã thì em lại quay về mức giá ban đầu. Các bác nhá, đây là chỉ còn vài bộ bán lấy tương tác cho các bác thôi. PS9100 4 triệu dòng này sử dụng. Cái dòng này nhá, lưu ý này, các bác đi sự kiện vài ngàn khách thoải mái luôn. Đây là dòng mic cao cấp mà. Cái bộ nào mà đi trong gia đình như cái bộ vừa nãy GMS12 chỉ dùng cho gia đình thôi, hoặc đi show nhỏ kẹo kéo bình thường thôi. Còn các bác mà đi sự kiện là bắt buộc là cái dòng này mới chịu được, vì sóng nữa, dò sóng sạch này, thì mic nó dày này, và cái bắt sóng rất là xa, chịu được giải nó ở nhà cái độ nhiễu sóng, vụ như là hàng ngàn khách hàng ở bên hàng nhà, ngàn khách mời ở bên dưới khán giả ấy, thì cái dùng rất nhiều điện thoại thì cái mic đời cao này mới chịu được vào độ ổn định sóng nó cao, dò sóng sạch thôi nhá. Con Bayer này có bác đi sự kiện lớn đến đâu đều chịu được hết thôi nhá. 4 triệu đồng. Rồi ok. Và tiếp theo nữa là một đàn em. Đàn em đó là mic BSVK7. Một dòng mic huyền thoại đại đơn vị Euro, vì em đã bán ra bộ này chắc đến ngàn bộ. Những bác nào xem kênh thì bác mua những bộ mic này rồi thì cho em comment. Thứ nhất, tại sao em lại nói từ comment thì báo cáo biết, thì tại vì bên thì mình muốn là cái tri ân ở đây là bán mức giá tốt cho các bác anh em chơi. Thì bộ mic này hiện tại bên thì mình cũng chỉ còn vài bộ, nhưng mà trong clip thanh lý này xả để tương tác cho các bác với mức giá 2.400.000 đồng. Thì trước đây bên thì mình tại đơn vị em thì thường bán anh quanh đâu đó khoảng 3 triệu là tặng pin sạc, hoặc 3.2 triệu tặng pin sạc. Thì nếu mà còn pin sạc thì em bán linh quanh lúc đó khoảng 2.8-2.9 triệu. Nhưng trong clip thanh lý này thì em với mình xả tương tác cho bác những bộ mới tinh đập hộp này. Cái bộ này á, xua sách dép luôn, nghe xua sách dép cho bộ này luôn. Bộ này thì mic nó cũng rất là khá là dày nhá. Anh em đi sự kiện được, những sự kiện tầm 300-400 khách thôi, 200-300 khách thôi, hoặc là bác phòng hát vô tư này, gia đình cũng tuyệt vời, quàng càng tuyệt vời luôn. Nghe sóng con này rất là ổn định và tính mic rất là dày. Nếu ở phân khúc tầm giá tiền thì không có đối thủ cả, những dòng như DB mà rồi những dòng của Gutin hay những dòng của Adni hay những dòng khác, nói chung tất cả thương hiệu khác AV và phân khúc tờ cứ tầm giá, đọc cái giá này không ăn được đâu các bạn. Mic này thì các bạn dùng rồi các bạn biết rồi. Đấy. Và những bạn dùng bộ này rồi thì cho em comment thế thôi. Rất hợp lý cho bác chơi này. BSVK7 2.400.000 đồng đó nhá. Bảo hành 2 năm. Bộ này chất từng nước cất luôn, từ cái chống năn nó như bác nhìn cái bầu nó xịn sò này. 6 ly này, after này. Đấy này. Cái dùng lần này dâu anten rất là dài, và sơn của sơn chống xước nhá. Sơn alot nhá, chống xước này. Cực kỳ tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy. Ok.
Rồi em sẽ quay sang đây tí này, gà ghé nhau. Bây giờ tiếp theo là đẩy nhá. Thôi còn 2, 4, 6 đẩy nữa. Tiếp theo con đẩy đó là con đẩy DB. Con này thì con hàng demo bên em, nhưng con này em test lâu rồi. Nói thẳng luôn, test cũng được gần năm rồi. Em test kho này. Đây bao nhiêu? Không tai này. Không tai em để test. Nên để đồ lên nhiều nó hơi xước đây tí này. Cái điểm xước là bác thích mông, mông không về bác tự mông nhá. Không con này còn hộp nhỉ? Con này còn hộp bác nhá. Mỗi tội là nó đây, dùng nhiều thì nó cũng quấn bụi này. Thì bác mua con này thì em bảo hành cho bác 1 năm bác nhá. Bảo hành 1 năm. Còn con này em test, em dùng em test hàng nhà em ở kho này, 8-9 tháng rồi. Các bác mua thì bảo hành 1 năm. Đây. Nó cũng hơi kiểu do vận chuyển công điểm sau với cả đây. Khi bị thả thì nó trơ tay này. Những điểm trơ tay thì không nắn được. Thì nó dơ hơi trơ tay tí. Quan trọng vào mức giá 1.000W một kênh đánh được tốt những quả phun đôi 30 hoặc tối đa những quả đôi 40 tầm con 75 ấy, thì con này đánh được. Còn nếu con 100 không đánh được đâu. Nói chung là đánh tầm phun đôi 30 thôi các bạn là hợp lý nhất. Còn phun đôi 40 này em cũng không dám tư vấn. Đấy. Các em sự kiện mà không quan trọng hình thức lắm thì lấy con này, hoặc là các bác chơi gia đình không quan trọng hình thức lắm thì lấy con này nhá. 8.4 triệu nhá. 8.400.000 đồng. Nghiêng lên nặng cho anh một lúc. DB 4.10. Con này thì rất là bền và chạy 80 sò nhá. Chạy 80 sò có màn hình LED đằng trước này. Sòng DB thì bác biết rồi, con này rất là bền. Con đẩy huyền thoại đơn vị em. Em nhập về bán quá nhiều, bán mấy năm qua của anh em rồi. 8.4 triệu nhá. Rồi. Tiếp theo một con đẩy bãi cũng zin nhá. Zin hoạt động bình thường. Giá rất êm 3 kênh. Nghiêng lên cho anh vậy. E1000. E1000 nhá. Kênh này súp này. Kênh súp này em đánh giá nó được khoảng 800W gì đấy. Còn hai kênh này được khoảng 500W thì khoảng 400-500W, còn kênh súp này chắc được khoảng 800W đâu nhá. Còn cái hai kênh này chắc được 500W này. Vì em tính theo sò. Còn em Eric Mai hiệu E1000 nhá. Con này về các bạn thả xuống nào. Đẹp phết đấy các bạn. Đẩy bãi mà đẹp lắm. Ruột em đánh giá đẹp mỗi độ bụi thôi. Cái giá em bán chỉ các bác chỉ đủ tiền mua cái nguồn thôi nhá, chưa nói là em đang nói là hàng zin. Hàng zin hoạt động bình thường đẹp nhá. Đây bác đến vân lượng sò này. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10. 10 20. 20. Ô 40 sò. Khủng khiếp phết nhỉ. Đúng rồi, thế con này mua được 500-600W đấy các bạn. Còn mấy bên này nói chung là kênh súp phải được tầm 800W. 800W trở lên. Đấy, tại vì kinh nghiệm em làm đẩy thì em nhìn em biết, chứ có thể nó sai số rồi thì nha, sai số có thể nó hơn chứ không còn chuyện sai số dưới các nhá. Em tư vấn đây ấy, em đã định dựng sò ấy là chỉ có hơn nha. Mỗi kênh 500W này, 500 này và 800, còn có thể là cái kênh súp này có thể lên 1000 cơ, nhưng mình định lượng theo áng của mình. Đấy. Nguồn này, sai bao u nguồn đồng tao bằng mặt nhá, đặt lên. 2.7 anh em nhá. Bao zin bao xịn. Đặt ra, lở ra lần nữa. Nó xịn, nhưng mà cái con này ấy là cũng nói luôn, đẩy bãi thì hiện tại em bán cho bác con này bao zin bao xịn, nhưng mà nói luôn này, con này chơi khoảng độ như em nhìn ấy, về kinh nghiệm Hiếu Minh làm ấy, thì em nhìn con này này là các bác chơi khoảng độ 7-8 tháng nữa là bác có thể thay cho em 1-2 con tụ này nhá. Tụ bởi như là nó zin cả tụ luôn nhá. Nhưng tại sao em nói như thế, vì là em nhìn đây tụ ở phòng này có mất 2 con phòng nhá. Nếu bác chơi khoảng độ 7-8 tháng nữa phải thay 2 tụ này, nhưng thế là ok rồi, vì chấp nhận chơi đẩy bãi vì nó rẻ lắm rồi. Để nhắc nhở cẩn thận cho bác nhé. Còn hàng bãi thì em bao zin bao xịn bảo hành 3 tháng. Đấy. Còn em nhìn thấy hàng tụ phòng thì bác chơi được chắc được 5 hay 7-8 tháng thì mình đi thay hàng tụ này mất mỗi con tầm 70 thôi. Công thợ vào gọi lấy cho bác đi thay hàng tụ này lấy 150-200. Ok chưa? Thế là mình đi thay hàng tụ là ok, còn đâu mấy con này phẳng thì dùng bền á. Các bác mua đẩy bãi kinh nghiệm, mua đẩy bãi là các bác phải xem vào cái hàng tụ đó. Nếu là đẩy của tụ. Vì có những con đẩy nó nhiều tụ ấy, mà các bác đi mua có mua đẩy ấy, mà các không để ý cái tụ này, các bác thay nhiều tụ, có những dòng đẩy nó có 2 dàn tụ, các bác mua cứ nghĩ là rẻ nhưng khi bác đi thay cả một loạt tụ phồng thì thành quá đắt luôn đấy. Nên khi bác mua đẩy bãi để ý cho em này, là dàn tụ nó bị phồng hay không đấy, nó lôi quá là như là mình dùng thời gian ngắn hơn, mà nó phẳng thì dùng được lâu hơn đấy. Em nói rõ nhá, kinh nghiệm là các bác chơi đẩy bãi. Còn cái linh kiện này không nói, linh kiện này nhìn zin xịn đẹp rồi không nói, nhưng cái dòng đẩy của tụ này phải để ý cho em cái hàng tụ của nó. Thì em nhìn hai này tụ này, nhưng cả hai hàng tụ này các bác chơi cho em là ít nhất em được 7-8 tháng 1 năm nữa. Đấy, tùy theo hiệu suất chơi, giống như một bóng đèn bác bật liên tục thì nó thấp hơn, còn thỉnh thoảng dùng thì nó càng lâu hơn. Đấy, đấy là kinh nghiệm của Hiếu Minh em truyền, em chia sẻ hết cho các bác anh em dùng. Bản thân em mua để bãi thôi, các bác đến cầm bên em định giá ấy,
em thứ nhất em nhìn thế này nó đẹp zin rồi, nhưng mà vẫn phải nhìn vào cái hàng tụ này này vâng nhá. Đấy, để mà định lượng giá chứ không phải là thấy nó sống rồi thấy nó zin mà nó nhập đâu, không phải đâu ạ. Em phải nhìn theo hàng tụ các bác ạ, vì có đẩy, có những dòng đẩy như mạch LA thì nó nhiều tụ lắm, mà những con tụ này nó đắt, thay tụ này cũng khá đắt, nên là vụ nó tất nhiên thay tụ thì vẫn ok, nó không liên quan cái độ zin độ chất lượng của máy đâu ạ, không liên quan độ chất lượng đâu, chẳng qua là cứ nói zin hay không zin thôi, nhưng mà nó không liên quan chất lượng máy đâu, nhưng quan trọng là cái tiền đổ ra thay ấy, nó quan trọng đấy. Ok, 2,7 triệu các nhá. Thì con này vẫn ok, zin xịn, hoạt động bình thường, ngon nghẻ, hiếu minh bảo hành 3 tháng. Mỗi tội là cái tụ đấy thì em nghĩ là thì liên đại sử dụng thêm khoảng độ được 5 nữa là thay hai tụ đấy. 2,7 triệu nhá. Rồi rồi, nhấc ra này, chỗ để không, bắt đầu lắng giáo này, em bắt đầu cố gắng dọn loa, em thanh lý thật nhiều loa cho anh em, dọn kho vì ít nữa là bên em về nhiều loa lắm rồi. Tiếp theo các bác thì em có một con lưng tiếng DAC 5S, thì con này cũng là em bác chủ mua được đâu đó khoảng 3 tuần. Chúng mỗi người cũng gu khác nhau, nhưng bác thông cảm vì gu mua 3 tuần ấy, nhiều khi em nhập thẳng lại gần như giá ban đầu. Nhưng vì là đây anh em cạo cái tem này, kích hoạt rồi này, nó khó cho em. Mới em bên nhà hãng nó không cho mình cái tem này đâu. Các bác không có cho đâu nên là anh phải thanh lý. DAC 5S bác nhá, màu đen rất là đẹp luôn, bảo hành 2 năm như bình thường nhá, giá 1.450.000 đồng. Đây gọi là có thể nói là hàng mới, siêu lướt. Bảo hành 2 năm như bình thường nhá, 1.450.000 đồng các bác nhá. Con lưng tiếng này rất là hay luôn các bạn. Con lưng này nâng cao cấp nhất trong các khung lưng tiếng em đang bán, và trên trường em đánh giá là hay nhất, vì nó cái tí giải bát trong chép nó lên chi tiết hơn so với các dòng hãng khác các nhá. 1.450.000 đồng nhá các bác nhá. Ok ạ. Tiếp theo nữa ấy, mình có một con quản lý nguồn Adni P15 Pro. Đây là hàng mới tinh chính hãng của Adni các bác nhá. Con này thì phiên bản đời cao á, đời cao của dây nguồn phụ này, tiến nghiêng lên đây. Đấy bác nhìn thấy không ạ? Dây cái dây nguồn phụ này. Đấy, nó đắt ở dây nguồn phụ này. Tất cả chân bằng đồng hết 100% nhá. Đấy. Dây phụ anh em đi sự kiện phòng hát này, gia đình các bác khóa tủ máy này, cho dây nguồn phụ tự ấn tắt bật tuyệt lời luôn các bác nhá. Hàng nhập khẩu chính hãng chính ngạch các bác nhá. Sản phẩm chính hãng của Adni P15 Pro. Đấy, automat này, bảo vệ cho chính nó, xét đánh là an toàn lắm này. Hay phím mềm nhá, màn hình LED lớn này, hai cổng điện trường trước điện trực tiếp nhá. Thì bác check những cái mẫu này trên trường băng bán là tầm 1.6-1.7 gì đó, bác check ở Uyên mà. Thì em mình hôm nay bán cho anh em này 1.250.000 đồng các nhá, mức giá cực tốt cho bác chơi sân hàng. Những bác nào đam mê quản lý nguồn, những bác nào những bộ dàn mà tầm 15 triệu trở lên bác không thể tiếc quản lý nguồn được. Thứ nhất nó quản lý nguồn là đảm về bảo bảo an toàn cho chính bộ dàn của bác, bác nhá, đảm bảo chính bộ dàn của bác luôn để nó an toàn hơn, giữ cho anh ấy, bảo vệ cho thiết bị bộ dàn, xét đánh. Nhưng mà đừng tiếc, có hơn 1 triệu rồi, bên em bán chuyên quản lý nguồn nên em bán rất là rẻ. Ok. Rồi. Tiếp theo nữa là một mẫu quản lý nguồn nữa này các bác ơi, hàng mới nhá. Vừa nãy hàng mới, quản lý nguồn Adni mới tinh ấy, và hôm nay bán cho anh em một con quản lý nguồn mới tinh tiếp ạ. MBS 900 cho những bác săn quản lý nguồn. Đây mẫu quản lý nguồn đời cao hơn. Mở xong mở nắp được à? Mở chưa mở nắp à? Đấy. Hàng mới tinh nhá, em bán xả cho các bác này. Thông thường anh em các bác mua trên thị trường cũng mẫu này, trên trường cẩn thận nó xước rất là ra cái phần nót này, là phần nót để cho trên cái tấm này cực kỳ an toàn luôn. Mẫu quản lý nguồn này xịn sò từ mặt này, từ cái mặt đây là phần giấy dán nhá, bác đừng nghĩ suốt đây nó còn lớp băng dính này. Đấy, hai cổng đằng trước là cái lẫy chống giật đó, mặt đằng nhôm 100% nhá, mặt nhôm 100% này, phím tắt mềm tắt này, automat này. Đấy, các bạn nào mua những mũ quản lý nguồn này bên thì mình cho em comment, vì em bán con này hàng vạn con rồi, bán bao năm nay rồi. Các bác mua trên trường những cái mẫu model mở có lọc nhiễm Mexico này cứ phải đụng đến mức giá cứ 2,3-2,5 triệu là bình thường, đúng không ạ? Nhưng quay sang Hiếu Minh thì em bán cho các bác mức giá hợp lý, cực kỳ hợp lý. Thông thường em bán loanh quanh nó thật sự là 2 triệu đồng các bác mua rồi biết rồi. Nhưng hôm nay trong clip thanh lý em xả cho các bác mức giá là 1.700.000 đồng các nhá. Quản lý nguồn này nó tích hợp thêm lọc, nhưng nó khỏe lọc bình thường, lọc 3 tầng lọc, nó giảm cho tình trạng là sôi xì bộ dàn. Sôi xì bộ dàn, tình trạng rú mic nó sẽ giảm đi một ít, nhưng nó mỗi thứ nó đi một ít các nhá. Bác nhìn được tầng lọc Mexico.
một cục lọc Mexico to bằng nắm đấm của em luôn ạ. Đấy. Và các cuộn cảm lọc bằng đồng từng cổng. Đấy. Tất cả 10 cổng đều có lọc hết luôn nhá. Để điện trực tiếp những cổng lọc hết, nó ăn theo đây. Và hai tụ lọc ạ, nghĩa là lên đến 3 tầng lọc các nhá. 3 tầng lọc lì cho em. Lên đến 3 tầng lọc. Dây nguồn liền to chà bá như ngón tay cái. Đây. Và cái điểm nữa đầy đủ tính năng này. Dây nguồn phụ. Đấy, thấy không ạ? Tắt bật. Một quản lý nguồn có chịu đựng tất cả các loại đẩy cắm vào đây cho em. Tất cả loại đẩy luôn anh em sự kiện. Quản lý nguồn này cực kỳ tuyệt vời, nó có tem lọc nữa. Bảo vệ cho bộ dàn các bác, cực kỳ cao cấp, đẹp, phiên bản cao cấp các nhá, MBS 900 Pro. Cao cấp các nhá, 1.700.000 đồng. Các bác mua thị trường cứ đâu đó 2.3 triệu. Cái hàng mới các nhá, hàng mới em sale đấy ạ. 2.3 triệu rưỡi. Thông thường nhà em bán 2 triệu thì là em sale các bác 1.7 triệu đấy, những bác xem bác biết rồi. 1.700.000 đồng các nhá. Ok. Và các bác nào cần rẻ hơn nữa thì đây. Mẫu này thì chỉ nên là mẫu này không muốn lọc. Em thẳng luôn, mẫu này thì rẻ thì không muốn lọc đâu. Mà trên trường anh em bán những mẫu tầm 1.5 triệu, 1.6 triệu không muốn lọc đâu các bạn, vì không dám mở mà. Bên em bán hàng cái mẫu có lọc em mở ruột luôn cho bác xem, còn không có lọc em nói thẳng luôn không có lọc. Nhưng về các bạn em đựng đến cái mức giá rẻ thì trước mắt các bác đây là mẫu quản lý nguồn Lex P12 Pro, cũng đầy đủ tính năng. Automat. Phím tắt bật từng cổng, màn hình LED, 10 cổng điện trực tiếp. À, 2 cổng điện trực tiếp và 8 cổng điện phía sau, dây nguồn liền. Đây hàng mới tinh nhá, giá 950.000 đồng. Giá 950.000 đồng. Đây là mẫu quản lý nguồn. Nó cao cấp ở cái điểm đó là nó sẽ có thêm le. Nó hơn các ổ cắm thông thường, nó thứ nhất có automat để bảo vệ cho xét đánh này. Cái thứ hai là le chế từng cổng để tạo đỡ bị các bác cắm thứ tự đỡ bị tiếng bổ ra loa, và thứ tự cắm khi các bác cắm này sẽ cắm thiết bị từ nhỏ, đầu tiên là TV này, vang này, micro, TV này, micro này, vang này, lưng này. Rồi là đẩy này, đấy. Nhà bác ở đẩy sẽ cắm cuối cùng và khi tắt nó sẽ tắt đẩy đầu tiên bác nhá. Automat đây. Đấy, cơ chế hoạt động để cho biết 950k thôi bác nhá. Vô địch về giá. Đấy, ok ạ. Nào Dũng ơi. Con quản lý nguồn này có hộp không nhỉ? Không. Không hộp à? Thì bỏ đây. Quản lý nguồn này em thâu lại khách không có hộp nhá. Ở trước mắt các bác con vang của DB Autic S600. Con này với con S700 là một các nhá. Nhưng mà cái phần mềm nó khác thôi. Con này đời rất là cao. Thì ông mua trước đây con vang này cũng loanh quanh đồ trên 5 triệu. Khoảng 5 triệu con này. Thì đem thâu một con nhập lại bác chủ này. 2.100.000 đồng nhá. 2.100.000 đồng các bác nhá. 2.100.000 đồng các bác nhanh tay. Con này không có hộp đâu bác nhá. Các bác mua thì em tặng bác dây nguồn thôi và cài đặt cho các bác hỗ trợ cài đặt cho nhá. Và con này em hỗ trợ cài đặt TeamView cho anh em. S600. DBS600 để bác nhìn mà tính năng ngấu biết rồi. Con này với con hoặc là con này với con 1080 là một. Giá 2.1 triệu. Đấy. Ok. Và một con quản lý nguồn này cũng không hộp đâu các bạn. Con này bác biết rồi, con PSP10. Nhưng con này thì có lọc Mexico này. Con này có lọc Mexico bác nhá. Nhưng dùng cũ rồi, không hộp này. DBS10 nhá, có phím này. Đấy. Phím xoay này. Con này có bút cảm ứng, nhưng mà khách gửi cho em là không bút cảm ứng thì cảm ứng bằng tay tạm thôi. Cảm ứng tay thì nó không nhạy lắm. Các nhá. Có bút thì hợp lý hơn, nhưng mà không gửi cho em là không bút thì các bác lưu trong thông cảm là không bút. Thế thôi. Thực tại bán rẻ lắm rồi, 1.4 triệu nhá. Con này bác chủ dùng mà cũng chả kích hoạt sản phẩm gì cả. Hàng nguyên tem nhá. Các bác mua những sản phẩm của DB ấy, thì bảo hành ít nhất thêm 1 năm. Cả những sản phẩm hàng lâu dùng lâu rồi bảo hành ít nhất thêm 1 năm. Và có ở đây cái công tắc để bác đấu như dây nguồn phụ, nhưng có phải tự đấu. Các bác nhá. Con này có 10 cổng thôi, à 8 cổng thôi, 2, 4, 6, 8, có đằng trước cổng không? À 9 cổng, à không phải 8 cổng, đây là 9 cổng đây. 9 cổng bác nhá. Con này nguồn xung này chạy điện auto volt nhá. Auto này. Từ 100 đến 210 nhá. Các bác vụ đi nước ngoài mà mua con này thì về cắm được cả điện bên nước ngoài luôn. Nó chịu được, nó chạy nguồn xung mà. Đấy. Rất tuyệt vời, 1.4 triệu thôi. Các bác mua rẻ được một nửa tiền rồi. Bình thường bán 2.9 triệu. Ok. Bỏ anh con âm ly đây, một con âm ly xịn nhá, hoạt động bình thường, zin, test đèn đẹp, 1.8 triệu. Jaguar 203NL Komi nhá. Có nhá, sản xuất tại Hàn Quốc. Bỏ mở lắp ra, 1.8 triệu mới đọc luôn giá, 1.8 triệu này. Hàng zin thì nhìn ruột là biết rồi. Đấy, cái này thì thợ thuyền về có công, mà các bác mua thẳng cũng có, thì tuyệt vời. Thì con này em đánh giá rất đẹp, ruột này đẹp lắm các bạn, ruột đẹp lắm. Hàng zin nhá, đây. Hàng Korea của nó nhá, xịn sò nhá. Đấy, hàng Hàn Quốc của nó xịn sò.
công suất nó đạt khoảng 250W, 200W một cầu. Nó đánh được những dòng Nova 25 hay dòng bâu ấy thì bác lấy con này. Con này tiếng với echo mượt lắm. Echo nó mượt lắm các bạn. Dòng này thì em ở cửa hàng em mới thâu được con nhưng không kịp cầm về. Ở cửa hàng Quang Trung mới thâu được con, nhưng cái dòng xó sắt, cái dòng thanh tản nhiệt đây này. Thì để nghe clip sau em quay, đáng nhẽ là hôm nay quay hai con này, nhưng một con đời khác. Con này con đời chữa, đời mới hơn. Thì em bán con này 1.8 triệu nhá, 1.8 triệu em này nhá các bác nhá, hàng zin xịn nhá. Con đẹp quá, con này còn đẹp. 1.8 triệu quá rẻ. Tiếp theo nữa là mình có một chiếc đẩy mới tinh do vận chuyển về. Do vận chuyển về thôi nhá. Hộp ở đâu? Bỏ hộp vào đây. Nhanh lên, quay dài quá nhỉ. Có đẩy DBH4120 nhá. Các bác thì lô này em về tổng cộng là 150 con thì nó vận chuyển về bê vác mấy anh. Tại vì nó lúc về nhiều quá thì em thuê người bê vác, thì bê vác thì các ông bê oải thì này thả không may thả góc này. Cong mất cả cái điểm vòng tay này. Có thế không? Thì em thì Minh đang bán con này đang 12.5 triệu, thì mất con cong tay đằng sau thôi. Các bác không em nắn lại thì, nhưng mà cái điểm khi nắn lại thì nó vẫn hơi cong một tí nhá. Nên là thôi, bán rẻ cho anh em một con này. 10 triệu đồng nhá. Anh em nhanh tay nhá. 1.200 một kênh. Bánh 25 nhá. DBL tích máy hiệu H4120. Cong tay lắn rồi, như em vẫn lắn rồi. Cái điểm này nó dày quá các bạn. Dày quá lắn rồi nhưng mà không hết được. Nó vẫn cong lắm. Nó giống như cái con 4.10 vừa nãy. Khi mình lắn lại nó chỗ này nó cứ bị cong ngược lại. Như là cái này nó bị bửa ra này. Đấy, khi mình lắn thì cái chỗ này bửa ra. Không có cách nào cả. Nghĩa là nắn chỉ nó về chỉ về mức là đỡ đi thôi, chứ nó không hết được. Bán cho anh em một con này, lấy tương tác này. 10 triệu đồng nhá. Bảo anh 2 năm, nhìn đây. DBL tích nguyên H4120. Con này giá em chưa bao ship đâu nhá. Bán giá này không bao ship, rẻ lắm rồi. Không bao ship. Còn còng tai các bác gọi là không ưa hình thức mở tinh. Mặt vẫn đẹp, hình thức phía sau thôi. Một tí thôi, 10 triệu đồng. Bảo anh 2 năm. Hộp đây, hàng vừa về xong. Ok. Và một con đẩy nữa là TA408. Con này dùng rồi nhưng bác chủ giữ lắm. Còn đẹp, nghiêng lên cho anh. 6 triệu 2 nhá. TA408. Con hôm trước thì đều, con hôm trước còn hộp, con này không có hộp. Hôm trước em có một con thâu y xì con này, nhưng có hộp thì bán 6 triệu rưỡi. Con này không hộp, bán 6 triệu 2. Bảo hành 1 năm nhá. Những cái con người ta dùng được 5 rồi, năm hơn 5 tí rồi, nên em chỉ bảo hành thêm 1 năm thôi, chứ không bảo hành lại như con mới được. 6.2 triệu các bác nhá. 800 một kênh. Coi là dùng mạch class H nhỉ, hay mạch class TD ấy, tiếng hay lắm. TA408 nhá, của DB Autics. Đấy. 6.200.000 đồng các bác nhá. Đấy, anh em có nhu cầu nhanh tay ạ. Nhanh tay nhá. Và tiếp theo một đôi loa Sonda hàng mới tinh, thiệu Mỹ nhá. Sonda thiệu Mỹ. Hiện tại em đang làm clip ngoài Bắc thì bác gọi em hai số điện thoại bên trên nhá. Các lý nhá, thì em quay đây quay clip upline xong em up lên, em chạy công chiếu lên, các bác nào nhu cầu mua hàng gọi điện, chứ đừng nhắn tin cho em, đừng nhắn tin trên comment trên Facebook, thì comment trên Facebook ảo gần cho trên YouTube thì không ai trả lời đâu ạ. Đô la Sonda zin xịn đẹp, còn đúng một đôi bắt 25, 4.500.000 đồng, sụng chép rờ xếp đấy nhá. Chép sờ xếp của Italia. Đấy, bác thấy không ạ? Hàng xịn luôn. Cột hôm trước ấy, cái dòng này em mở côn ra đấy, là côn của rờ xếp luôn bác nhá. Côn rờ xếp là côn xịn rờ xếp luôn bác nhá. Nghe là chép của Ý nhá. Chép của nó chép đường tiếp chép neo ấy. Bắt 25. Sonda. Các muốn được gặp đồ Sonda bắt 30 giá 10 mấy triệu, nên bán giá thành lý cho bác. Còn đúng đôi hàng zin, đôi này là đôi tồn kho, tồn ở cửa hàng, còn đôi lẻ. Nhiều khi không bỏ quay một đôi, em anh bác biết tính bên kênh em rồi. Nhà em về toàn theo lô, em không bỏ quay một đôi. Xả lốt cho các bác giá rẻ. Đấy. 4.500.000 đồng một đôi, các bác nhá. Quả sự bích từ trắng, tiếng bích từ trắng của tiếng hay hơn do rất nhiều. Vì cái bích từ trắng nó hay người anh em gọi là từ pin nhôm. Thì cái chất âm của cái từ này cho ra nó hay hơn rất nhiều bích từ đen các bác nhá. Hay rất nhiều từ bass rất sâu. Và chép của RCF thì tiếng rất là sáng và hay. Sonda bao nhá, 4.500.000 đồng một đôi nhá. Con nhu cầu nhanh tay, hàng bao zin bao xịn. Đây. Bắt 25. Đây, công suất đây. Thùng này sử dụng là thùng bóng. Thùng bóng nhá. Bóng nhám, giữ tranh với.
Model này SK10. Công suất 200W các bác chứ, đánh trên 5 ly cũng được này. 200W này. Nó chở 8 ohm nhá. Ok. Và tiếp theo sau đây nữa là một chiếc vang hàng siêu siêu lướt các bạn, hàng siêu siêu lướt nha bác nhá. Của khách hàng. Con vang này thì bác khách chủ là mua của đơn vị khác. Được con vang này vừa mua được đâu đó được tháng thôi. Tháng hơn tháng của đơn vị khác. Còn mới lắm, như mới luôn, như kích hoạt rồi. Kích hoạt rồi nhá. Cái này hình như mua của bên gì à? Lương âm thanh phải, Lương âm thanh. Của bác chủ bảo mua bên Lương âm thanh. Lương âm thanh. Bên Lương nhá, bên anh Lương. Thì báo cáo biết thì con vang này, hàng siêu siêu lướt này thì mình thâu lại của bác chủ. Thì bác vừa mua, bác cầm hóa đơn sang vừa mua xong. Thì con vang bán đang bán mức giá 2.950.000. Bác mua hàng siêu lướt này em vẫn bảo hành 2 năm vì con này mới lắm. Bảo hành 2 năm thì giá là 2.200.000 nhá. Các mua hàng siêu lướt này cũng rất là ok. Con vang cao 10 đô cho chất âm rất là hay. Con này bản đời mới là có cả điều khiển bác nhá. Để điều khiển bác chủ chưa mở ra. Với tôi kích hoạt rồi thôi, em định con này bán mới đấy. Vì những con nào mới mới này mà không bị kích hoạt đấy là Hiếu Minh là để bán mới, chứ không vì những cái hàng lướt người ta dùng 1-2 tuần không quan trọng. Bán mới nhưng mà một chút là đây là hàng kích hoạt rồi. DBL tích mấy được cao 10 đô. Giá là 2.200.000 đồng. Anh em nhanh tay nhá. Chất âm rất là hay mượt mà, dễ chỉnh. Để bằng cơ lai số nhá. Cơ lai số và tính năng lâng tiếng này. Đấy. Ok. Hộp rất mới luôn. Như là cái đồ này, như là nếu mà không bị kích hoạt là hàng mới luôn. Và đây mới là hàng mới. Nếu mình bán cho bác hiện tại model em còn 4 con nữa, em bán cho bác con này hàng mới nhá. Mẫu PS KX9 Plus. Thì biết về PS KX9 Plus là đề phiên bản đời rất là cao, cho chất âm rất là hay ở mượt, tiếng echo thì vượt nó rất là mượt mà. Nếu ở phân khúc giá này thì hiện tại không có đối thủ cho phân khúc vang. Thì những bao chơi những con vang này bác biết rồi. Con này rất là lịnh giọng luôn. Em cảm tưởng như con này còn hay hơn cả con cao 10 đô vừa nãy. Cảm tưởng luôn, thật sự luôn. Vì em bán các hãng nhưng em phân bích rất là công bằng luôn. Thì mẫu PS KX9 này hiện tại đang bán thị trường trong giá là 2.9-3 triệu. Nó đắt hơn cả PS DB kiểu tí, nhưng hiện tại em sell cho anh em mức giá này không lợi nhuận 2.100.000 đồng. Hàng mới tinh đập hộp. Hiện tại còn 4 chiếc thôi nhá. 4 chiếc sell cho bác chơi, 4 hay 5 chiếc thôi tại cửa hàng Hiếu Minh Đô. Đôi mã này thì đợi mã khá, đợi lô sau về thôi. Còn hiện tại bờ còn 4-5 chiếc còn lẻ mã, không bỏ chia. Như biết thì bên em có 2 cửa hàng, không bỏ chia thì em bán rẻ cho anh em. Lấy lộc, lấy tương tác cho bác cuối clip này. PS KX9 Plus giá 2.100.000 đồng bác nhá. 2.100.000 đồng. Con này thì tiếng echo reverb rất là mượt luôn, vì nó là hệ vang số sử dụng chip 24 bit lỗi kép, nghĩa là 2 chip 24 bit nhân đôi đấy, 24 bit chạy trong song ấy. Nó có gọi mốt này, chế độ gọi mốt đây này, có thấy không ạ? Có các excenter nhá, lưng tiếng này đấy, excenter này, reverb riêng này, reverb vô này, fake này, music này đấy. Và quan trọng là con này giữ đây anh ấy. Con này thì nó tích hợp cả Bluetooth, cổng quang và USB luôn nhá. Và cái điểm nữa là cái phần cần của cần gạt nó nhiều hơn, chi tiết hơn rất nhiều so với những dòng khác. Là cái cần gạt nó này rất nhiều cần của đường music đấy, nó gấp đôi so với dòng khác. Đây là chỉnh chi tiết hơn, nó tương ứng thêm một con lọc bác nhá. Và phần mic vậy, chỉnh chi tiết nó tương ứng một con vang số, vì đây là con vang cơ lai số mà, và điều khiển đấy bác nhá. Rất là tuyệt vời, anh em có nhu cầu nhanh tay nhá. Giá 2.100.000 đồng. Rồi. Và tiếp theo nữa, một chiếc vang có thể nói là mới tinh. Mới tinh, hàng siêu siêu lướt của bác khách hàng mua hàng của đơn khác được 1 tuần thôi, nên em chỉ trừ bác mua của đơn vị khác được 1 tuần, nên em 1 tuần 2 tuần em chỉ trừ bác vài trăm ngàn đồng thôi. Em thâu lại. Con này vẫn bảo hành 2 năm nhé. Con vang GD Gutin K15FX. K15FX hàng chính hãng của GD Gutin. Thì con này như vậy thì GD Gutin nó sản phẩm sản xuất China, nhưng mà thương hiệu của Đức quá nhá. Thương hiệu Đức, còn xuất xứ là China đây. Xuất từ Trung Quốc quá nhá. Made in PRC, nhà nội địa Trung Quốc. Đấy. Thì con này thì là vang cơ lai số, chip 48 bit, có reverb Bluetooth cổng quang. Đấy, và cái điểm phiên bản đời mới này. Thì sao đấy, là nói từ đời mới vì nó tích hợp này Bluetooth cổng quang bác nhá. Bluetooth cổng quang, đấy là phiên bản đời mới. Thì giá thông thường anh em mua là 3.2 triệu. Thì em thâu con siêu lướt bảo hành 2 năm, giá là 2.500.000 đồng nhá. 2.500.000 đồng. Chiếc GD Gutin K15FX bác nhá. Tiếng rất là mượt luôn. Thì những bác nào mà tiếng nó thật sạch ấy thì bác lấy con này.
Còn nếu lấy lịnh rộng thì lấy những con của DB kìa, DB ấy, hoặc là Google PS ấy thì nó lịnh rộng. Còn những bao mà cần tiếng sạch của thật thì lấy con PS này, à con Guti này, để phân tích rõ nữa. Bên em bán chuyên vang nên phân tích nó kỹ càng hơn để anh em chơi. GD Guti K15X nhá, 2.500.000 đồng rồi. Rồi, hết chưa? À đây, tiếp theo nữa là một chiếc đẩy của PS Auto. Con này thì cũng bị vận chuyển về này, nguyên hộp mới tinh nhá, mới tinh nguyên hộp nhá. Các mua hàng, những cái hàng mà hôm nay bị cong tay cái này thì em bán rẻ cho anh em con. Mới tinh bảo hành 2 năm nhá. PS. Để đây nó bụi à. PSLA1204 nhá, công suất 1200W một kênh. Đấy. 1200W một kênh thì đây. Thì con này thì bị cong tay đằng sau khá nặng. Cong tay đằng sau khá nặng luôn nhá, đây cong gập này. Gập hẳn vào. Thì lúc lắn ra thì nó cái điểm này nó khó lắn lắm ạ. Liên quan cái điểm mấu ở đây này, ví dụ cái điểm này nó chắc ấy mà không có điểm nó ăn chắc ở đây thì mình lắn ra vẫn thẳng được, nhưng cái điểm này khó lắn được được thẳng luôn đó nhá. Lắn bao giờ sẽ cong hoặc là bị vẹo hơi điểm vẹo điểm này. Thì những cái con mà gọi là hàng nứt, gọi là không may vận chuyển về nó gọi là hơi cong tai một tí, cong tai gọi hơi méo móp nhẹ tí, anh em có nhu cầu thì liên hệ em thì cũng rẻ được tầm độ gần 2 triệu, giá đang trên trường bán là khoảng 10.500.000-11 triệu một con. Thì đây em bán cho anh em là giá 9 triệu đồng nhá, 9 triệu đồng nghiêng lên lại cho anh em 1200W một kênh, bảo hành 2 năm nhá. Những cái con này thì vẫn bảo hành 2 năm như bình thường, còn con nào bảo hành 1 năm hay 6 tháng em nói rõ. Còn những cái mẫu này thì nó là mới quá, mới hàng mới nên em bảo hành 2 năm, mỗi tội là do vận chuyển bốc vác thôi. Thì cong tai hôm nay thì, hôm qua là bên em về nhiều đẩy lắm nên là và thấy những cái con mà bị thủng ấy, nó thủng bên mé kia kìa, thả vào nó bị thủng ở góc này thì biết ngay cong tai, để bỏ ra thì thanh lý hộ hãng rồi. Đấy, hàng mới tinh nguyên hộp nhá, nguyên hộp 9 triệu đồng. Đấy, tổng kết hôm nay clip em thanh lý một loạt các sản phẩm đẩy, sản phẩm thanh lý loa, anh em có nhu cầu liên hệ em nhá. Và xin thân ái chào tạm biệt các bác nhá. Với 1200W này nghiêng lên cho anh với thì bác đánh được tốt một cặp bát 30 một kênh, hoặc những quả full 40 con 100 kênh, hoặc những quả súp đơn 50 một kênh cũng nhá. Thoải mái đặt ga luôn 1200W một kênh nhá. Và xin là chào tạm biệt các bác nhá.